Shop ơi, làm giúp mình mẫu móc khóa thế này với ạ, mẫu hình chữ nhật nhé. Ok bạn, bạn gửi nội dung qua shop làm luôn nhé. Đầu tiên mình sẽ thiết kế một cái trước cho khách xem, khách ok thì mình mới tiến hành làm nha các bạn. Khách gửi cho shop 12 mẫu số phòng và kèm thêm tên của khách sạn như thế này. Với yêu cầu chỉ mỗi tên khách sạn như thế này, mình quyết định thêm khắc họa chi tiết để mẫu không bị trống và đơn điệu. Ok, mình thấy vậy là ổn rồi, giờ thì xuất file đưa qua Photoshop làm background và độ bóng các kiểu nha. Theo mình cảm nhận, đây là bước khá quan trọng, mình nghĩ đây là yếu tố giúp tăng tỷ lệ chốt đơn hàng của khách. Xong rồi, xem thành quả của mình nhé. Sau khi mình gửi cho khách thì may mắn khách ok luôn, giờ thì tiến hành làm file thôi. Video bạn vừa xem là tất cả quá trình từ bước tiếp nhận yêu cầu của khách, thiết kế, gửi mẫu và gia công hoàn thiện tại TBig. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy bấm like và subscribe để ủng hộ TBig có động lực ra thêm nhiều video hay hơn nữa nhé.